Hello, xin chào cả nhà. Lan đang ở ngoài bãi biển quê Lâm Thao nha bà con. Mời bà con đi theo Lan chơi nha. Cô ba, ông nội chở con đi tắm biển bữa nay đó, cho hết ngứa đó. Mình mày con bị nhứa à, cô ba, nên đi tắm biển. Không có ngứa mà cũng nói dốc đâu mày, cái thằng này nó dốc dữ lắm nè. Hello, xin chào cả nhà. Thao 7 cây nha bà con, 7 cây thì chắc phút giày nãy ra William Thao khoảng 8-9 cây á. Coi thằng cháu ngồi nha bà con, coi kìa đó, ngồi lên cái mặt kìa. Đó, ngồi vậy đó. Ông nội bà nội lái xe nè. Thằng cháu thì ngồi đó, thấy thương không? Trời ơi. Mấy lô đi đâu vậy? Ông nội dắt con đi biển chơi hả? Ôi, xương má đi. Nói chung hồi xưa dễ chạy xe lắm bà con, có mỏ có ít đường lắm. Bây giờ cái gì cái ngã nó làm lộ tum lum hết á, chạy nhầm khi không biết mình chạy đi đâu nữa, không học tiếng Anh thầy chạy hồi chắc không biết đường về nhà đó. hồi xưa là kể cho nghe nha, không có cái GPS đâu, lúc hình như gần 20 năm về trước đâu có điện thoại đâu có GPS đâu đâu. Cái làng đường con gái làng đi chơi đó, lúc đi thì nó chỉ đường mình đi, tới lúc đi về rồi trời mưa nữa, mà Lan nhớ đường cũng hay lắm nha, mà lúc đó trời mưa cái không thấy đường hết, hết biết đường đi về rồi cái biết sao, tắp vô cái đầu trời, gặp chiếc xe cảnh sát lên mừng quá trời luôn, ngoắt nó lại cái nó chạy vô, cái Lan hỏi mày làm ơn mày chỉ giùm tao cái đường nào tao đi về khô bọt vậy, mà nó chỉ cái Lan chỉ quẹo cũng 5-6 con đường nha, chạy thẳng rồi quẹo về tới nhà cũng khoảng 15 cây số mà Lan nhớ. Nó nói tới đâu cái Lan ghi lại tới đó, trái phải đường nào vậy đó, nó nói mà không có bản đồ trên xe luôn, vậy mà chạy về tới khu bò cơ trời, về tới nhà mừng chết đi. Còn thôi phải chạy ra city ví dụ vậy đó, nếu mà lạc không biết đường về đó thì cứ bữa ra city đi rồi đi về, mà bữa nó cũng chặn xe mất cảnh sát lại chứ, mất cảnh sát lại hỏi nó chỉ đi về bó tài luôn. Đương nhiên là đông rồi. Bữa nay nắng 30 độ mà. Ngày mơi còn đông nữa. Đúng rồi. Đi mà dưới xi măng đồ gì là phỏng giò nhỏ đó. Cấm đót hay gì ta? Chứ. Đót đi ra. Có. Dắt đi bộ chơi. Ý em nói anh chạy một đường đây đi là, chạy là, chạy xuống một đường đi cái hả đó. Đang đợi chậm chậm ù đó rồi đi đi. Hụt quá một cái rồi. Nhà này cũng ngay góc ngang nằm dòm ngay ra biển luôn nha. Giờ Lan quay nhà. Wow. Cái nhà đẹp nè. Đó. Nhà này đẹp mặt tiền. Một cái kiểu không đẹp anh này. Kiểu sao. Có nãy em vừa nghĩ cái kia là nhà này. Ồ, chó đông quá kìa. Mà đừng mở dây nha, nó chưa có nghe lời mình bằng mấy cô đâu. Chạy sáng mất không. Bà nội bà dắt con đi bắt ốc nha. Ồ, cái nhà này mới đúng là biệt thự nè, cắt sụp vô trong vậy mới đúng đó. Chứ ai mà cắt ra ngoài chứ. Đẹp phải không? Ồ, phải mua ticket ta. Ở đây là phải mua ticket, có nhà, có đồ ăn, nhà hàng, đồ nè đó. Sao mua ticket ta dán bùa liền. Nha, đi đợi đằng ra lộ đằng kia bỏ đó, trời ơi phá xe chưa anh Liêm, nóng không nóng không, nóng giò nhỏ không xúa cái mặt tối hù rồi, đi rồi thôi quay mai lộ đi, khỏi quay Lan nha. Gia đình ta ngồi ăn thích nịch kìa, chắc người Việt mình quá không biết phải không nha, đang đón mồ. Rồi đúng là Việt Nam mình, nói xuống đây chơi là Việt Nam rồi. Chó người ta thả dây, chó mình buộc dây lại. Cái đó hai chim cu đó mình lại gượt nó đi. Hai ông cháu mình để bắt chim đi.
lớn tuổi là vui nhất là dắt chó đồ đi chơi bà con ơi. Đi được không? Đi đi xuống biển, đi đi. Lần tắt máy để hồi té bà con này. Ô mấy cái cây này nó sốc nước mặn bà con ơi. Mấy cái rong này nó sốc nước mặn nè. Mấy cái kiển ta. Rồi anh đi mẩm rồi. Bỏ tay cho ông ẩm đó. À, ẩm bỏ xuống nước đi. À, ẩm nó bỏ xuống nước đi. Cháu đi tắm biển đi. Cho cháu tắm chứ không phải ông. Chỗ này phải biển đá không, người ta đâu cho mình tắm đâu. Dắt nó đi chơi thôi. Dắt đi chụp hình đi chơi thôi. Mà lộ đi 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 con. Lộ thử thôi. Bà nội có đem khăn theo cả lội đi. Are you scared? Phải luôn. Đi đi ông nội dắt tắm nha. Đi đi. Đi come on. Không chịu rồi. Ông không muốn tắm rồi. Ô con ốc sò gì cả nó lại cho bỏ nó kiếm đi. Ủa nè nè mấy có con gì nè anh? Con gì nè cãi ấy. Ốc kìa. Kìa này con ốc kìa, em thấy con ốc của càng kìa. Con gì dẹp dẹp đó. Đó, dẹp dẹp ngay chỗ đá đó. Cài con lại thôi. Con gì anh? Con gì? Gì nó đeo đây. Nó đeo cứ hả? Coi tôi được cài. Đây nè, con sầu lông. Ông ở giống như gì đó. Nó đó, ở nó đó. Để ăn coi nha. Để ông đập cho coi nha. Đập ra cái đó, lấy lên cho coi rồi hồi để nó lại. Ờ. Sầu lông. Nó giống như con bầu ngư nhỏ vậy anh, tao đưa em coi. Sầu lông. Để quay lên gần nè, đưa đây. Nè, sầu lông. Đưa đây coi. Đây con gì á? Con thì nó cũng là con sò gì. Chết rồi, không thấy được rồi. Để lăn đi ra. Nè, nhóc ở đây á. Ở đây à. Nè nó nè bà con. Đây à. Nè nè. Nè. Đó nó nè bà con, nó giống như là con sò. Giống con bầu ngư vậy ta. Không phải hả? Không có bầu ngư hả? Thôi thả con ta lại cho nó sống nha. Quờ ốc nhói hết lên ơi. Ở đây thì nó ô ốc nhói hết nè. Bây giờ chụp được cái nè. Nè ốc rồi nhói hết rồi, thả lan thả nó xuống lại nha cho nó sống nha. Nè ốc nó còn đây là lăn bắt. Ốc nhói đây chưa nè. Đây 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 mày đồ tắm biển ha. Nè ốc này bà con. Ú nó thụt vô rồi. Ốc ốc ốc. Đây nè. Lăn dở nó lên nó thụt vô. Đây nè, đây nè, này đây. Để lăn bắt nó nha nè. Ú đây nè. À, ốc đó giống như ốc gạo vậy nè. Đây nè, ốc nhồi hết rồi. Rồi mai lội tắm biển đi. Ô ốc nhiều quá nha. Em biết rồi đó. Ở đồ tại vì không quay cho hai ông cháu mày lội nước cho tắm biển còn khỉ móc. Có ghẻ đâu mà nói thừa nhỏ có ghẻ. Lên bờ đi. Ồ ốc đẩy chân kìa anh. Em dòm thấy nhau chân kìa. Ốc nhỏ nhiều. Ốc nhỏ nhiều lắm. Ốc gạo nhiều lắm. Giống như ốc gạo giống như phải không kêu ốc gạo. Đây nè bà con, đây nè, nè. Nè nhau hết chân nè. Ồ lằn dở lên nè, đây nè. Đó nè. Nè nó đeo theo biển nè. Ồ nhóc đó nè. Ừ.
có bự không? Bây giờ bắt người ta phạt tiền nha bà con. Em không đi theo anh được đâu, tới đây thôi à. Ôi ôi, ốc nhoi hết nè. Ủa mấy cái rong biển đẹp quá à nè. Ở dưới này ốc đầy hết nè. Rong biển bà con ơi. Biển không nội. Để làm nội nha. Ủa tàu nó chơi kìa. Wow, chơi chạy bo bo hả? À, nó chạy giống như là chiếc không đa vậy đó bà con. Mà dưới chạy dưới nước á. Wow, ghê không anh? Cái kia chạy cạnh lên. Wow. Camera lúc lên mà nè. Ồ, đi chơi đi con, đi. Rong biển không nè. Ồ, bà nội quay mấy cái rong nè, coi đẹp quá nè. Mà lộ nó xuống đây lụm tẩm mà cho ông nội mày xuống theo đi. Đi ra nó đi lụm tẩm như ốc đầy hết trơn à bà con ơi, ốc nhỏ. Ốc ở đây đầy hết trơn nha bà con. Đó. Rồi rong biển. Ừ, cái loại rong chùm này cũng đẹp lắm nè. Rong đẹp không à. Còn trong này là rong màu đỏ nha. Đây là màu đỏ nè. Đỏ rồi rong xanh đó nè. Ôi ốc ở đây một đống luôn nè, nó nằm trong mấy cái rong nè. Nhoi hết đây. Đi lại bà nội nè, mau. Thuộc gì người ta dắt đi biển chơi con này ổng ổng không à bà con ơi, cưng không? Nó ổng gì không đó. Rồi thôi lan cúc máy lan lội lên nha, đá không à. Ta nói ở đây có gắn nha bà con. Ủa, ghê quá vậy. Nãy không đọc, phải đọc không dám đi xuống rồi. Sợ quá. Đi về đi. Đi lại ông nội chế nước nhiều anh cho chút xíu. Không thôi anh cũng lao sơ sơ bỏ cháu lên xe. Anh lót cái miếng cái khăn luôn ha, bỏ cháu lên. Trời nói chuyện giống như lạnh nít vậy ha bà con. Cháu trời ơi đi sủa ông tay. Mày ăn hiếp ông tay mày. Qua đây kêu anh kìa. Nó đứng qua đây kêu anh. Đi vòng vòng chơi cho nó mát. Cho tốn xăng chơi nữa chứ. Đây nó đi biển cho đậu luôn cái này cho đi biển. Ừ. Ta tiện tiền. Ờ đậu ngoài kia thì phải trả tiền nha bà con, giờ 3-4 đồng vậy đó. Nên dòng kia ta đậu người dài dài trên này là ta không cần trả tiền. Ừ, ta đây chắc có gia đình ta con cái ta ra phạt chơi á bà con. Ý, à, trời. Sốt à. Ồ, đây nè, cái bát bia nè, đó, ăn uống nè. Đó, trời. Mặc sức tha hồ. Lâu chơi. Quá không đi, bến tàu với kia. Ồ, bến tàu với kia, chạy ra đậu đi, dắt cháu đi bộ chơi đi anh. Rồi. Chịu quá, chịu chuyện hồi đảo về, muốn đi này. Đi hết vòng. Đi hết vòng đi ha. Giờ làm quay cái bên đây là nguyên cái dãy đồ ăn nè. Xem trộn. Ồ, cái dãy giống như khu người ta ăn chơi à. Đó, giống như anh đi qua Bali đâu đó. Có nguyên cái đường nó nhìn cái biển anh Liêm đó gì đó. Đó giống vậy thôi. Trong quá trời nha. Cái này là housing rồi mới xin lâu dữ cũng còn kìa anh. Housing nha bà con, đây là nhà chính phủ nè. Mấy cái housing cũng xin nè. Ừ, thấy city kìa. Bến cảng bữa hồi nãy em đứng quay bên kia. Ừ, gầy. Cảng à. Ồ, city nè. Ồ, đẹp. Đẹp. Cái này là bến tàu. Ừ, bến tàu. Ồ, cảng kìa. Đó nãy Lan đứng trên cầu, trên phút rầy mát kịch đó bà con. Là Lan thấy cái cảng là đây nè nha bà con. Đó, đây cái cảng nè. Đó, cầu bán dùm xe đó, chân cầu tôi muốn quay đó. Ừ, đó, cảng đó. Đó, cái chân cầu đó. Ừ, em thấy rồi. Cảng đây, cảng vô hàng hóa đây nè, bà con. Đó, cầu thế luôn. Quá trời. Bây giờ. Đụng cái tay chứ. Quá trời, không thể nào. À, ồ. Thì nó chở không thể nào mà anh. Chở không thể nào vậy. Wow, đẹp lắm. Cảng. Ghê.
ghê quá, tại là nó đang nước tại đồ. Lan kêu anh Liêm chạy về ghé Phút Rầy mua nước mía uống. Ở Phút Rầy có bán nước mía, ghé chợ Phút Rầy mua nước mía. Wow, Lan đang về tới chợ Phút Rầy nha bà con. Ta uống nước mía đồng lắm nè, để Lan vô Lan mua nha. Đây Lan mua họ hạt trái trái gắt nha, trái gắt hạt gắt nè. Đó Lan mua hai bọc nè. Hạt gắt, hạt gắt. Ở đâu anh? Đấy, bên đây rồi. Ở đâu anh coi, Phan, đây anh coi. Đây. Ở đâu? Đấy, dưa leo mèo đấy. Dưa leo mà trái mập lù á. Ở đây, đây, đây nè, phải không? Đây à, dưa leo mèo, đúng rồi. Chứ hiếu bán sao vậy? Gói 3 đồng. Gói 3 đồng, 2 gói 5 đồng. 3 đồng gói. 2 gói 5 đồng, trả giá. Trả giá cho vui. Tôi quay, tôi quảng cáo cho ông nè. Đó, ai muốn mua hạt ra đây mua nha. Đủ hết trơn nè. Đó. Trời ơi, cái gì cũng có bà con hư. Nè, đây, ai muốn mua dưa leo là mua cái này nè. Mua hạt giống lại đây nha. Quá trời, ông bán này nè. Nguyên một cái chợ nè. Đó. Muốn mua giống gì đó, tới kiếm cái anh này ở đây đó. Ngay cái góc đường nè. Ngay góc đường cho chợ Phú Rầy nè. Đối diện với Thảo Nguyên nha bà con. Thảo Nguyên bên đó đó. Đó. Nãy giờ Lan dặn cái anh làm nước mía, không biết ông có làm cho Lan chưa nữa nè nha. Đi lợi có ông làm chưa, mình lấy nước mía đi về. Với lấy cho em một cái bánh tráng trộn. Cái đó sao tới hai loại là sao vậy hia? Nó ba bốn loại rồi. Là sao? Đang hi nói cho em nghe coi. Nhìn để biết là cái này tôm ha. À. Cái này cũng tôm hành, không biết là đều có tôm hết á. À. Cái này tôm mà hành, gọi này tôm gì? Muối tôm. Ờ với lấy em cái tôm hành, hình như cái muối tôm này hia, lấy em cái muối tôm với tôm hành. Ủa có cái nào không có tôm hành không? Có nào ăn chay không? Ờ cái đó gì lấy cho em cái rong biển với cái muối tôm đi, tại cho đứa ăn chay. Ờ à, dạ cái rong biển cái muối tôm. Vậy đi. Ly nước mía nữa là nhiêu tiền tính tiền ha. 17 đồng. Vui không? Bữa nay cuối tuần ta đi chợ vui vậy sao? Lan mua nước mía rồi nè, hồi nãy đông lắm nha, bây giờ phải hết người ta mình mới mua đó. Thôi Lan đi ra xe anh Liêm đợi. Hình như Lan thấy ổng đứng tầng xa, ổng thuốc đợi Lan kìa. Bỏ tài đi vô đây mát chút xíu bà con, ngoài nắng quá. Giờ này lên chắc 28-29 độ nha. Cái quán cà phê đầy đắt lắm nè. Ở trong tay bên tay trái Lan đó. Mua rau má bánh trắng trộn. Một ly như gì là 7 đồng nha. Đó, một ly 7 đồng. Uống liền. Nó gấu đen đây, anh không quẹo nè. Trời xe nó dành chỗ. Mấy người dành người đi á. Thấy người ta ve chỉ mà đi ngay cái đích ta nguy hiểm quá, người ta đụng trúng mình thì sao. Không được đậu đâu mà đậu. Mời bà con uống mía nha. Anh Liêm ăn gì vậy? Trời ơi, bởi vậy nhầm người ve xe. Không dám chê ngồi làm cái gầm bây giờ nè. À, anh đợi ổng ghe vô ổng anh nhóm nhóm tới nè, ổng hồn lắm cái rồng bây giờ. Mời cả nhà uống mía nha. 7 đồng ly này nè. Giờ 7 đồng à. Mỗi lần 6 giờ lên 7. 4 5 6. Có cái ly nhỏ nè, em mua ly bự nè. Mía ở sau hè nhà mình đó. Nhà em qua, nhà em kia chị Thí lên đó, em chặt một khúc, em ăn. Ở đó, ô, trời ơi, mày cắn được hả Lan? Nó được chứ, mà sợ gãy răng. Cưỡng chứ là.
dòng người trồng găng mà không dám ăn miếng, đồ sợ gãy găng lan quốc mẹ, cãi gãy trồng khác có gì đâu. Ừ. Uống trước, uống trước. Ăn cơm hết. Rồi Lan tới nhà má cho má mấy trái xài rồi nha, cho má 4 trái xoài rồi giờ đi về. Hai chồng chạy về tại nhà má ở lên bên Tâm nè. Thôi giờ Lan đi về tới đây Lan. Tới đây Lan xin kết thúc phim nha. Lan cảm ơn bà con bỏ thì giờ coi video của hai chồng Lan. Cảm ơn rất nhiều. Lan chúc bà con ngày mới vui vẻ khỏe mạnh nha. Lan xin chào cả nhà. Bye bye bà con. Bye bye. Chào cả nhà. Bye bye.